mà chị ở đây ngày hôm nay á, thì ở đây chị nghĩ là ai cũng từng trải qua cái giai đoạn làm sinh viên, và bản thân chị cũng từng trải qua 4 năm sinh viên, không biết mình là ai trên trái đất này, mình đến trái đất này với mục đích gì, rồi chị cũng không biết vì sao mình phải đi học. Có nghĩa là chị đi học, chị xách cặp đi học với một cái tâm trạng là bởi vì là ba mẹ nói là mình đi học đi để mà ra trường có việc làm, bởi vì mọi người xung quanh đều nói là chỉ có duy nhất là đi học đại học thì ra trường mới mong mà kiếm được cái công việc ổn định để đi làm. Và thậm chí khi mà chị chọn trường đại học á, chị cũng chọn với một cái tư thế đó, đó là làm sao để mình chọn cái ngành gì mà ra trường mình dễ kiếm việc nhất, chứ mình cũng không có xuất phát từ sâu bên trong là cái hiểu rõ là cái lý do vì sao mình muốn đi học đâu. Thì chính vì khi mà chị bắt đầu với cái hành trình như vậy, nó dẫn tới cái việc là chị rất thiếu định hướng luôn á. Có nghĩa là chị không biết được là bây giờ ra trường thì mình sẽ làm gì, rồi cái cuộc đời của mình nó sẽ như thế nào, mình sống với những cái gì. Thì đó là cái lý do vì sao mà sau một cái cuộc hành trình dài, và chị cảm nhận được rằng đâu đó mình cảm thấy may mắn hơn rồi, mình đã biết, mình đã thấy rõ ràng hơn một chút về cái hướng đi của mình rồi, thì chị mới bỗng cảm thấy là mình muốn chia sẻ lại những cái mà mình đã học trên cái cuộc hành trình đó với các bạn. Bởi vì các bạn năm 2, năm 3, năm 4, các bạn còn một khoảng thời gian được học tại trường nữa, thì làm sao để mà sử dụng cái khoảng thời gian đó nó hiệu quả nhất, để nó không giống như chị ngày xưa là trôi qua một cách lặng lẽ, xong rồi học xong, tốt nghiệp đại học xong, nhận cái bằng xong, cũng không nhớ là hồi xưa mình học cái gì, hay là vì sao một cách thần thánh nào mà mình tốt nghiệp đại học được hết luôn á. Thì đó là cái lý do vì sao mà chị rất mong muốn được chia sẻ với các bạn. Và một trong những cái mà chị học được trên cái hành trình này á, đó là một cái Japanese concept, là một cái tư tưởng của người Nhật, nó tên là Ikigai, the purpose of living. Thì chị không biết là ở đây có bạn nào đã nghe tới cái concept này chưa? May quá vậy là chưa có để xô. Nếu mà các bạn biết hết rồi thì chị không còn gì để nói nữa rồi. Vậy thì chị cũng rất là vui khi mà được chia sẻ với các bạn về cái này. Thì cái câu hỏi đầu tiên chị đặt ra đó là các bạn có nghĩ rằng là khi mà mình sống mình cần có một cái mục đích, một cái lý tưởng không? Bây giờ mình giơ tay đi. Bạn nào trả lời là có thì có thể giơ tay giúp chị được không? Rồi vậy là coi như là 100% hội trường hôm nay thì chúng ta đều đồng ý, đó là sống thì mình cần phải có một cái lý tưởng, một cái mục đích. Giống như là một con thuyền lênh đênh ngoài biển thì mình cũng biết là mình cần đi đâu, đúng không? Rồi vậy thì câu hỏi tiếp theo, bạn có nghĩ là tìm được cái mục đích, cái lý tưởng sống nó dễ không? Ở đây có ai tự tin là mình em tìm được cái lý tưởng của cuộc sống của em rồi, em sống hết mình vì cái lý tưởng đó? Bạn nào có tự tin nói vậy được không? Có một bạn ở xa xa kia kìa là bạn Nhung. Nhung ơi, Nhung có thể chia sẻ với các bạn được không? Vậy là cái lý tưởng, cái mục đích của Nhung là gì? Chào mọi người, mình là Nhung, tới từ team One Trip của Christina. Thì One Trip là một bộ phận khác của Christina chuyên về tour. Thì từ khi bắt đầu mình tham gia vào One Trip á, mình cảm thấy là nó đã thỏa mãn được cái đam mê của mình, đó là đi. Cơ bản là bởi vì trong mình rất là hay đi. Thì sau đó mình cùng với One Trip một thời gian, khoảng một năm, thì mình cảm thấy là mình nên tìm vô và nhiều hơn trong những cái việc của One Trip về bên tiền học. Thì bây giờ mình được học rất là nhiều khi mà mình làm việc ở công ty, và cũng bên cạnh đó mình cũng được đi rất là nhiều nữa. Và mình cảm thấy đây chính là kiểu một cái mục đích của cuộc đời mình đang hướng tới. Có thể là nó không kéo dài được quá lâu, kiểu 40-50 năm đi liên tục, nhưng mà hiện giờ mình đang sống với một đam mê rất là mãnh liệt khi mà mình đi cùng One Trip. Thì đây là câu trả lời của mình đối với câu hỏi của chị Châu. Cảm ơn Nhung rất nhiều. Như các bạn thấy thì Nhung cũng có chia sẻ, đó là hiện tại thì Nhung đang rất là vui và khi mà được sống với cái gọi là đam mê của mình, và mỗi ngày thức dậy á, thì mình có một cái mục đích để mà mình thức dậy, mình thấy háo hức. Ngày xưa thầy của chị, thầy có một cái câu mà chị nhớ hoài luôn. Thầy nói á, là em có chắc là em tìm được một công việc hoặc em làm một cái việc gì đó mà sáng sáng háo hức đi làm, còn tối tối hăm hở về nhà.
Ở đây á, chị thấy nó hay lắm nha. Có nghĩa là sáng sáng háo hức đi làm, tức là một cái công việc gì đó mà các bạn biết là các bạn có thể cống hiến, các bạn có thể được mang đến những cái giá trị cho cái công ty, cho cái tổ chức đó. Và khi mà mình ngủ dậy á, mình cảm thấy là mình rất là háo hức. Mình ngủ dậy, mình mặc đồ, mình đi làm, mình tới đó mình làm việc, mình làm ra những cái sản phẩm hoặc là mình cống hiến cho công ty. Xong đến tối, nguyên một ngày dài làm việc á, mình cảm thấy là ngày hôm nay mình sống trọn vẹn rồi. Mình đã cống hiến rất là nhiều và mình rất là trọn vẹn. Và khi đó mình có thể hăm hở về nhà với một cái niềm hân hoan là mọi thứ nó đang rất là tốt đẹp với mình. Nhưng mà chị cũng biết đó, là các bạn có không biết là các bạn ở đây, nếu bạn nào đã từng đi làm hoặc từng nghe một số anh chị của mình chia sẻ lại đó, thì hiện tại nó đang có một cái cụm từ nó gọi là zombie công sở. Thì cái zombie công sở đấy là khi mà các bạn đi làm mà giống như là mình cứ vật vờ, mình đi tới làm cũng không hiểu vì sao mình lại ở đây. À thế là thôi, mình chỉ đi làm vì một cái vị trí hoặc là vì một cái công việc ổn định, để có một cuộc sống ổn định. Xong rồi mình cứ thế mình đi làm rồi mình đi về mà không có một cái tâm thức hoặc là không có một cái ý tưởng gì về cái việc là vì sao mình làm những cái này hết. Thì chị không biết là các bạn có muốn theo cái phía bên nào, một là sáng sáng háo hức đi làm, tối tối hăm hở về nhà, hay là các bạn muốn là mình cứ lầm lũi như những bạn zombie, mình đi làm mình không hiểu vì sao mình đi làm và chỉ tới đó rồi ngồi rồi đi về thôi. Thì cái lựa chọn của các bạn nó bắt đầu ngay từ ngày hôm nay. Cái lựa chọn là sau này tương lai các bạn muốn là cái người đi làm như thế nào, nó bắt đầu từ ngay hôm nay. Cái cách các bạn đang học như thế nào, cách các bạn tiếp cận với những môn học, những hoạt động của nhà trường như thế nào. Bởi vì nó quay về lại câu chuyện là attitude, là về thái độ. À, thì chút nữa chị sẽ nói sâu thêm một